Các tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ Ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Phản bội đồng minh do Thái, Joe Biden mất trắng gần 1 triệu cử tri, đảng Dân Chủ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lực lượng Hamas thuộc khuynh hướng Hồi giáo cực đoan đã tấn công do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sát hại 1.200 người và bắt giữ 240 con tiền. Israel đã kịch liệt phản công, những trận mưa bom đã chút xuống giải Gaza. Xe tăng, binh lính xuất hiện khắp nơi, tìm kiếm con tin và truy lùng quân Hamas. Sau 6 tháng bị liên tục tấn công, lực lượng Hamas đã gần như hoàn toàn bị tan rã. Hệ thống đường hầm bị phá hủy, hàng ngàn quân đã bị tử thương và bị bắt giữ làm tù binh. Tàn quân Hamas đã rút về địa điểm cuối cùng tại Rafah ở phía tây nam giải Gaza, sát biên giới Ai Cập trong khi quân đội do thái sẵn sàng chuyển quân tới rafah để triệt tiêu khủng bố thì joe biden lại áp lực do thái chấp nhận một cuộc ngân bắn joe biden đã nhiều lần yêu cầu do thái chấp nhận một cuộc ngân bắn thỏa thuận về một cuộc ngân bắn đã bắt đầu được tiến hành tại ai cập trước đây nhưng đã không đạt được thành công trong tuần qua, sau khi tai nạn xảy ra trong một cuộc không kích gây tử thương cho 7 nhân viên cứu trợ, Joe Biden đã áp lực do Thái phải ngân bắn vô điều kiện ngay lập tức. Joe Biden còn hăm dọa, nếu do Thái từ chối ngân bắn, Hoa Kỳ sẽ cấp viện trợ toàn diện. Thủ tướng Do Thái không còn chọn lựa nào khác là phải thỏa mãn nhu cầu của Hoa Kỳ, mặc dù ông vẫn khẳng định rằng Israel sẽ không đồng ý với bất kỳ lệnh ngừng bắn nào trừ khi Hamas trả tự do cho tất cả các con tin còn lại. Ngày Chủ nhật vừa qua, khi phái đoàn đại diện các quốc gia tới Ai Cập để thảo luận về việc ngân bắn, thì Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng phòng vệ do Thái rút quân khỏi Gaza, chỉ để lại một lữ đoàn để ngăn chặn việc di chuyển quân của Hamas từ phía nam lên phía bắc Gaza. Joe Biden đã phản bội đồng minh do Thái khi áp lực nước này ngân bắn. Đây là một chiến thắng cho khủng bố Hamas. Trong phiên họp mới đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc chiến tại Gaza, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trắng không phủ nhận, không yêu cầu trả tự do cho con tin và cũng không lên án Hamas. Cuối cùng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ngân bắn ngay lập tức. Rõ ràng đây là hành động phản bội của Biden đối với đồng minh Do Thái. Biden đã làm điều này để giành phiếu của phe cấp tiến cực đoan chống Do Thái. Lãnh đạo khối đa số Hạ viện, dân biểu Steve Scully đã lên tiếng chỉ trích. Các đối xử của chính quyền Biden đối với Israel thật không chấp nhận được. Hoa Kỳ phải kiên quyết đứng về phía Israel đồng minh lớn nhất của chúng ta ở Trung Đông. Nhà bình luận Sean Pollack của Private News đã khẳng định rằng, ngay từ đầu cuộc chiến, Biden luôn lo ngại nếu Israel giành được chiến thắng quá nhanh, thì Hoa Kỳ sẽ không còn đòn bẫy để áp lực Israel chấp nhận một nhà nước Palestine. Biden đã ngăn chặn bước tiến tới chiến thắng của Do Thái. Biden đã phản bội Do Thái. Biden đã cảnh báo Israel không tiến vào Khan Yunis, một thành phố lớn ở miền nam Gaza, nơi tập trung lãnh đạo của Hamas. Bất chấp lời cảnh báo của Biden, Israel đã tiến vào Khanzunit, tiêu diệt được hàng trăm tên khủng bố, giải cứu được hai con tin và đã tìm thấy nhiều tiền mặt trong những đường hầm bị bỏ hoang khi lãnh đạo Hamas chạy trốn tới Rafah. Tới đầu tháng 2, khi Israel sẵn sàng tiến tới thành trì cuối cùng của Hamas tại Rafah, thì Biden áp lực ngân chiến với lý do bảo vệ an toàn cho người dân. Israel đã có thể kết thúc cuộc chiến trong một thời gian ngắn, nhưng lại bị Hoa Kỳ bắt buộc phải ngừng. Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định rằng chiến dịch tấn công Rafah sẽ đem lại chiến thắng cho Israel trong vài tuần chứ không phải trong vài tháng. Thủ tướng Do Thái nhấn mạnh rằng Israel muốn duy trì khả năng giải cứu 130 con tin còn lại mà Hamas đã chuyển tới Rafah. Đồng thời, Israel cũng muốn duy trì áp lực quân sự đối với Hamas. Biden đang phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình và áp lực của cuộc tranh cử tổng thống nên ông ta đã đứng hẳn về phía Hamas, đã bỏ rơi Israel, đã áp lực Israel ngừng bắn vô điều kiện. Israel đã phải tôn trọng lời yêu cầu của biden vì quốc gia này không thể mạo hiểm đến mức nguồn cung cấp vũ khí từ hoa kỳ sau cuộc chiến với hamas rất có thể israel sẽ phải đối mặt với hezbollah một cuộc chiến còn nguy hiểm hơn hamas từ thời kỳ lập quốc israel luôn ở trong tình trạng cảnh giác với những nước láng giềng hồi giáo lúc nào cũng tìm cách xóa bỏ quốc gia israel khỏi bản đồ thế giới Hamas là một tổ chức khủng bố, quyết tâm tiêu diệt Israel và tổ chức Hamas này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Palestine vào tháng Giêng năm 2006. Nếu Israel chấp nhận nhà nước Palestine là chấp nhận sống chung với khủng bố. Đầu năm 2006, sau cuộc bầu cử của Palestine, Ngoại trưởng Condoleezza Rice, thời Tổng thống George Bush, đã phải thừa nhận với báo chí rằng Hoa Kỳ, Israel và Liên minh Âu Châu thúc đẩy một cuộc bầu cử để đem lại dân chủ cho Palestine, nhưng kết quả đã không như ý muốn và cuộc bầu cử đã đem lại chiến thắng cho Hamas. The Jerusalem Strategist Tribune cho rằng nạn nhân chính của Hamas là người dân Palestine. Hamas đã triệt để theo đường lối độc tài, sau khi nắm được quyền lãnh đạo Palestine đã bắt giữ và tra tấn tất cả những người bất đồng chính kiến. Cụ thể là năm 2014, Hamas đã tra tấn và hành quyết 23 người Palestine bị nghi ngờ đã hợp tác với Israel. Hamas đã gieo rắc sợ hãi trên khắp giải Gaza. Palestine bị nhà nước Hồi giáo cai trị, nhưng viện trợ quốc tế vì lý do nhân đạo vẫn tiếp tục đổ vào đất nước này. Hamas đã lạm dụng tiền viện trợ, xây dựng hệ thống đường hầm, tăng cường sức mạnh quân sự để thực hiện những cuộc tấn công chống Israel. Dưới thời cựu tổng thống Trump, Hamas đã bị cấp viện trợ và nhà nước Hồi giáo này phải kiên nhẫn im lặng trong suốt 4 năm, tới khi Biden đắc cử, ông ta đã viện trợ hàng trăm triệu đô la cho Palestine và ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa qua, Hamas đã tiến hành một cuộc tấn công khủng khiếp vào lãnh thổ Israel. Trong khi thủ tướng Netanyahu quyết tâm tận diệt Hamas thì Biden lại tìm mọi cách ngăn cản, rõ ràng Biden luôn luôn sai trong tất cả các những chính sách đối ngoại như lời phê bình của cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert Gates, cuộc chiến của Do Thái đã là một trở ngại trong chiến dịch tranh cử của Biden. Mới đây một bài bình luận của Wall Street journal cho rằng trong khi israel đang tiến vào giai đoạn tiêu diệt bốn tiểu đoàn còn lại của hamas tại rafah thì chính quyền biden lại thúc đẩy israel ngừng bắn đây là một quyết định sai lầm hãy tưởng tượng hamas sẽ chiến thắng uy tín của hamas sẽ được nâng cao ả rập và các nước láng giềng sẽ coi khủng bố hamas là những chiến binh thánh chiến hamas sẽ lãnh đạo vùng lãnh thổ palestine và hy vọng hòa bình cho trung đông sẽ không còn nữa đây là lý do tại sao chính quyền biden nên chuyển hướng Thay vì thuyết phục Israel chấp nhận ngân bắn, Biden nên thúc đẩy Hamas đầu hàng. Israel bị bắt buộc phải tham gia cuộc chiến và đang làm nhiều hơn bất kỳ quân đội nào từng làm để giảm thiểu cái chết của thường dân. Chừng nào những tàn quân còn sót lại của Hamas tại Rafah bị tiêu diệt, thì lúc đó Trung Đông mới có hòa bình, Gaza mới có thể đứng vững. Nếu Israel không đạt được chiến thắng này, Hamas sẽ quay trở lại và sẽ tàn bạo khủng khiếp hơn nhiều. Thủ tướng Netanyahu mới tuyên bố vào ngày thứ Hai, hôm nay tôi nhận được báo cáo chi tiết về hội nghị tại cairo thủ đô ai cập chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để đạt được các mục tiêu của mình trước hết là giải cứu tất cả những con tin còn lại và giành được chiến thắng điều này đòi hỏi phải tiến vào rafah phải tiêu diệt các tiểu đoàn hamas còn sót lại ở đó chúng tôi đã ấn định ngay giờ rồi thủ tướng do thái không cho biết chi tiết về tiến trình của cuộc họp trong khi một số nhà quan sát nói rằng buổi họp đạt được tiến bộ tuy nhiên cũng có nguồn tin nói rằng hamas không đồng ý về một số đề nghị và một nguồn tin khác cho biết có nhiều con tin đã chết biden đã áp lực israel chấp nhận ngân bắn vô điều kiện tuy nhiên quyết định này ngày càng gây bất lợi thêm cho biden trong khi đa số các nhà lập pháp cộng hòa lên tiếng phản đối thì đảng dân chủ vẫn chỉ trích biden chưa làm đúng mức để bảo vệ palestine thượng nghị sĩ tom cotton phê bình Quyết định của Biden đã củng cố vị thế của Hamas. Biden đã áp lực Israel chấp nhận ngưng bắn mà không yêu cầu Hamas trả tự do cho con tin là điều thật tệ hại. Thêm vào đó, cả triệu cử tri Đảng dân chủ tại Michigan cũng như một số tiểu bang khác đã bỏ phiếu không cam kết ủng hộ Biden. Hiện đã có dư luận cho rằng cuộc chiến của Do Thái có thể dẫn tới việc ngân tranh cử của Joe Biden. Joe Biden đang mất dần sự tin tưởng của cử tri vì sự chia rẽ của đất nước và cuộc chiến của Do Thái.